Xin chào tất cả các con, cô rất vui được gặp chúng mình trong buổi học ngày hôm nay. Đây là bài học đầu tiên nằm trong chương ôn tập và bổ sung có tên đọc viết so sánh các số có 3 chữ số. Các con thân mến, bài học này cô sẽ củng cố và ôn lại cho chúng mình các kiến thức về số có 3 chữ số. Và trong bài học này có 3 nội dung kiến thức lớn các con cần nhớ như sau. Kiến thức thứ nhất, các con cần nắm được trong cô đó là số có 3 chữ số là số gồm hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Cô có ví dụ cụ thể. Ví dụ cô có số 235. Vậy các con thấy 235 là một số có 3 chữ số gồm 200, chục và 5 đơn vị. Vậy cô có thể viết thành tổng của các chữ số như sau. 235 bằng 200 cộng với 3 chục hay chính là 30 Và 5 đơn vị Cô cộng với gì? 5 Đây là cách viết thứ nhất Ngoài ra chúng ta cũng có một cách phân tích khác Đó là cô sẽ phân tích cả hàng trăm và hàng chục Gộp lại một lượt Có nghĩa là 235 chính bằng 23 chục Cộng với 5 Hay chính bằng 23 chục thì chính là 230 đúng không ạ? Cô có bằng 230 cộng với 5. Đây là một cách phân tích khác, nhưng thường các con sẽ gặp cái cách phân tích đầu tiên hơn, nhưng cách thứ hai thì chúng ta cũng thỉnh thoảng cũng sẽ gặp trong số bài, nhưng cô mở rộng cho chúng mình để chúng mình có thể khi mà gặp bất kỳ cái bài toán nào các con cũng có thể làm được. Ngoài ra cô có ví dụ thứ hai, ví dụ cô có ví dụ này, 104 Vậy chúng ta thấy 104 cũng là một số có 3 chữ số gồm 100, 0 chục và 4 đơn vị. Vậy cô Dung viết thành tổng các chữ số bằng 100 cộng 0 chục cộng với 4. Và trong trường hợp này thì các con được phép rút gọn đó là bằng 100 cộng với 4 luôn đúng không ạ? Không chụp thì chúng ta không cần biết ở trong đây nữa. Đây là hai ví dụ cơ bản để các con có thể làm được. Một lát nữa vào phần bài tập vận dụng, cô trò chúng mình sẽ làm nhiều hơn. Kiến thức cô lưu ý chúng mình ở phần nội dung bài này đó là lưu ý các con về cách đọc số. Một số bạn thường hay hỏi cô là cô ơi khi chữ số tận cùng là một là 4 thì khi nào ta đọc là một khi nào đọc là mốt khi nào đọc là 4 khi nào đọc là tư thì hôm nay cô muốn làm rõ với chúng mình ở phần này thì các con lưu ý này khi chúng ta đọc số có ba chữ số với chữ số tận cùng nếu chữ số tận cùng là một thì các con sẽ đọc cho cô là một khi chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng một chúng ta sẽ đọc là mốt khi chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 2, nhỏ hơn hoặc bằng 9, cô đưa ra ví dụ cụ thể như sau. Ví dụ cô có một chữ số có một số có ba chữ số là 311 Thì các con thấy này, 311 là số có ba chữ số mà hàng đơn vị là 1, hàng chục là 1, hàng trăm là 3. Vậy thì đây là rơi vào trường hợp mà hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì khi đó các con sẽ đọc là 311. À, hoặc trường hợp thứ hai, khi chữ số hàng chục nhỏ hơn 1 là 301. một à, thì khi đó chữ số tận cùng các con cũng đọc là 1 linh à, 301. Vậy cô tổng kết chỗ này là khi mà chữ số hàng chục này nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì với cái chữ số tận cùng là một các con sẽ đọc là một nhưng nếu chữ số hàng chục này lớn hơn hoặc bằng 2 nhỏ hơn hoặc bằng 9 thì các con sẽ đọc là mốt. Ví dụ cô có 421 Đấy. hoặc cô có 591. Vậy thì chúng mình lưu ý nhé để chúng ta đọc cho chính xác. Trường hợp thứ hai nếu chữ số tận cùng là 4 thì khi nào đọc là 4 khi đọc tư này thì cũng như vậy nếu như chữ số hàng chục bằng 1 Thì các con sẽ đọc là 4 Ví dụ như 314 Đây con thấy này Chữ số hàng chục này bằng 1 nhé Hoặc này chữ ví dụ thứ hai 614 Đấy, Khi đó các con đọc là 4 Thế còn nếu Chữ số hàng chục lớn hơn Hoặc bằng 2, nhỏ hơn hoặc bằng 9 Thì các con sẽ đọc là 4 Cô có ví dụ như 634 từ đây chữ số hàng chục này lớn hơn 2 này nhỏ hơn 9 này hoặc này chữ số hàng chục bằng 2 này ví dụ 720 từ đấy các con lưu ý cho cô trường hợp thứ ba chúng mình hay nhầm lẫn nhất thường gặp phổ biến nhất đó là chữ số tận cùng là 5 thế khi nào ta đọc 5 khi nào ta đọc là 5 đúng không ạ Nếu chữ số hàng chục bằng 0 thì các con đọc cho cô là 5 Ví dụ 600 05. Đấy. Hay 300 0 nè. Đấy. Còn tất cả những trường hợp khác đó là chữ số hàng chục lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 9 thì các con đọc là 5 nhá. Cô có 715. Hai cô có 835. Vậy các con lưu ý cho cô cách đọc này. Thì các con cứ thực hành nhiều và làm nhiều cái dạng về đọc số như thế này thì các con sẽ có kỹ năng và các con sẽ đọc chính xác thôi. Nội dung kiến thức thứ ba cô lưu ý chúng mình và rất là quan trọng đó là khi các con so sánh các số có ba chữ số. Vậy chúng ta thấy này, khi so sánh các số có ba chữ số thì các con bắt đầu so sánh cho cô từ hàng cao nhất đó là hàng trăm. Sau đó chúng ta sẽ so sánh đến hàng chục và hàng đơn vị. Vậy khi nào thì chúng ta mới bắt đầu sang so sánh hàng chục, hàng đơn vị để biết xem là số nào lớn hơn, số nào bé hơn thì cô có ví dụ cụ thể như sau. Ví dụ, cô muốn chúng mình so sánh cho cô số 235 và số 314. Vậy chúng ta thấy này khi so sánh thì chúng ta sẽ so sánh từ hàng lớn nhất là hàng trăm Vậy bây giờ con thấy này 235 và 314 này 235 có hàng trăm là 2 Còn 314 có hàng trăm là 3 Vậy thì số nào có hàng trăm lớn hơn? Số đó lớn hơn Vậy ở đây chúng ta thấy 2 bé hơn 3 Vậy thì chúng ta có thể suy ra ngay 235 bé hơn 314 14. Wow. Thế nếu với trường hợp mà hai cái hàng hai cái số ở hàng trăm này bằng nhau thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ so sánh tiếp sang hàng chục. Số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Cô có ví dụ như sau. Ví dụ cô có mươi so sánh với 177 Vậy chúng ta thấy này, hai số này đều có hàng trăm là một. Vậy thì rơi vào trường hợp hàng trăm bằng nhau. Bằng nhau rồi thì các con phải so sánh tiếp sang hàng chục. Chúng ta thấy 187 có hàng chục là 8. Còn 177 có hàng chục là 7. Vậy các con thấy này, 8 lớn hơn. Này. Vậy suy ra các con điền được ngay 187 lớn hơn 177. Thế vậy bây giờ nếu mà lại rơi vào trường hợp hàng trăm cũng bằng nhau, hàng chục cũng bằng nhau thì ta làm thế nào? Các con lại tiếp tục so sánh cho cô sang hàng đơn vị. cô có ví dụ. 400 linh năm và 400 linh sáu. Vậy là thế hàng trăm này, hàng chục đều bằng nhau và giống nhau. Vậy các con so sánh sang hàng đơn vị. 405 có hàng đơn vị là 5, còn 406 có hàng đơn vị là 6. Chúng ta nhận xét 5 bé hơn 6. Vậy, số nào có hàng đơn vị bé hơn thì số đó bé hơn, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn. 5 bé hơn 6, suy ra 405 bé hơn 406. Vậy, cô đã đưa ra cái phần kiến thức và ví dụ cụ thể, một lát nữa vào bài tập vận dụng cô sẽ nhắc lại thêm cái phần nội dung kiến thức này cho chúng mình nhớ hơn nhé. Bây giờ cô trò chúng mình cùng bước sang bài tập vận dụng. Cô có bài tập thứ nhất. Bài tập 1, viết theo mẫu. Ở bài tập này, cô yêu cầu chúng mình đó là đọc số và viết số cho cô. Ở bảng của cô đã có sẵn ở trên bảng đây. Vậy các con thấy này, ở thứ nhất ở phần đọc số, thứ hai viết số. Thì ở bài tập này, các con vận dụng cho cô phần kiến thức cô đã lưu ý chúng mình ở đầu tiên. Đúng không ạ? Đó là khi nào đọc là 4 thì nào đọc 4, thì đọc là 5 hoặc là gì? 5 nhá. Vậy con câu thứ nhất này, 160 chúng ta sẽ viết đúng không ạ? Chúng ta thấy này, 160 chính là một số có 3 chữ số bao gồm hàng trăm là 1, hàng chục là 6 và hàng đơn vị là gì? Không, đúng không ạ? Vậy cô sẽ viết được thành số 160. Rất dễ và đơn giản đúng không các con? Tiếp tục 161 cũng tương tự như vậy đúng không ạ nhưng lần này đây là một số mà có hàng chục là hàng chục là gì nhỉ 6 hàng đơn vị là 1 61 đây này mốt này đúng không chính là một đúng không các bạn ạ vậy đây là 161 trường hợp thứ ba này cô có số này 354 thì con thấy với chữ số tận cùng là 4 thì lần này chúng ta phải đọc là tư bởi vì chữ số hàng chục ở đây là 5 lớn hơn hoặc bằng 2 nhỏ hơn hoặc bằng 9 nhá. Vậy cái trường hợp số này cô sẽ đọc là 354. Số tiếp theo các con có thể dễ dàng đọc được. Đó là 307 đúng không ạ? Cô có 307. Tiếp theo, ở đây người ta đã đọc số cho mình rồi. Các con chỉ việc gì? Viết số. 550, à, 55 ở đây chính là gì? 5 đúng không các con? Nhá, cô ghi nào 550 thì tại sao chữ số tận cùng này ta đọc là là 5 này? Bởi vì con thấy này chữ số hàng chục nó lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 9. Cái trường hợp mà cô đã đưa ra ví dụ nhé. Tiếp theo, 601. Đấy, thì cô có lại đọc viết số này. 601. Đấy. Nên này ta đọc là 1 mà không phải đọc là 1. Bởi vì là gì? Chữ số hàng chục bằng 0 nhé cô tiếp tục với cái phần bài tập 1 này Cô lại có cái bảng tiếp theo này Cũng yêu cầu con đọc số viết số như vậy thôi Đấy, Cô coi đây này, trường hợp thứ hai đây này, này 900, đúng không ạ? Cô sẽ viết được ngay ở đây Đó là gì nhỉ? 900 Với con thấy này 900 là một số có 3 chữ số Và hơi đặc biệt một tí đúng không ạ? Đọc số có gì nhỉ? 900, không chục và gì? Không đơn vị nhé mươi 922 Cô viết được luôn, đúng không ạ? chín 900

Ở cái số này các con cần lưu ý này Phải đọc là 777 Có một số bạn đọc là 777 Là chưa được chính xác lắm nhé Số tiếp theo 365 Trường hợp này này Chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 2 Nhỏ hơn hoặc bằng 9 Các con đọc là, là 5 nhé Con ghi cho chính xác cho cô này 365 Còn cửa dưới đọc này, 111 đúng không ạ? Như này. 111. Đấy. Vậy là cô trò chúng mình đã hoàn thành bài tập số 1 rồi. Cô trò chúng mình cũng bước sang bài tập số 2. Bài tập số 2 của cô có yêu cầu như sau. Bài 2, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Các con thấy, cô đã đưa ra được một dãy số. Thứ nhất ở câu A. 210, 211. Và cô tách ra thành gì ạ ba cái chỗ cô bỏ chấm đúng không ạ? Và đến 215 và ở đây là 219 đúng không ạ? Ở câu B là 300 299. Cô để tách ra ba vị trí đến 290 năm và cô cũng tách ra. Bây giờ yêu cầu các con điền được cái số thích hợp ở đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhận xét cái đề bài này với cô đúng không ạ? Muốn điền được số thích hợp thì các con phải nhận xét xem là cái dãy số này nó có quy luật như thế nào đúng không ạ? Bây giờ đi từ dãy số A đi. Nào, có thấy này, 210 211. Vậy chúng ta nhận thấy ngay đúng không ạ? Đây là một dãy số tăng đúng không ạ? Tăng liên tiếp. Vậy tăng liên tiếp bao nhiêu thì các con lại phải nhận xét tiếp này. Đây 210, 211 này. Họ bỏ ra ba ba ô trống nhá 1 2 3. Sau đó đến 215 đúng không? Ạ? Vậy thì chúng ta thấy ngay đây là một dãy số tăng liên tiếp và hai số đứng cạnh nhau sẽ gì? Hơn kém nhau một đơn vị Đúng không? Vậy dựa trên quy luật đó thì cô trò chúng mình có thể điền được số tiếp theo như sau. 210, 211. À, tiếp theo tăng lên một đơn vị nữa. Vậy các con cộng thêm với 1. 29 211 cộng với 1 là 212. Hoặc các con có khác là nhanh hơn. Đó là chúng ta đếm thêm một đơn vị nhá Vậy ở đây cô sẽ có 212. Đấy. Tiếp theo cô có 213 và đến là 214. Và đến đúng cái 215 là cái người ta đã cho chúng mình trước. Tiếp tục có con điền như thế. Ta có 216 217 và 218. Và cuối cùng là 219. Vậy thì cô trò chúng mình đã hoàn thành câu A và nhận xét, câu A chính là một dãy số, số tăng liên tiếp, hai số đứng cạnh nhau hơn kém nhau một đơn vị. Bây giờ chúng ta sang dãy số B này. Các con cũng nhận xét như dãy số A. Ở dãy số B này, chúng ta có này, 300 này, 299, xong bỏ ra 3 vị trí, đó là 295. Vậy thì chúng ta thấy này, đây không phải dãy số tăng nữa mà là dãy số gì? Giảm dần, đúng không ạ? Và đây là dãy số giảm liên tiếp, đúng không ạ? Và giảm bao nhiêu đơn vị các con thấy? Hai số đứng cạnh nhau hơn kém nhau một đơn vị. Vậy cô sẽ có 300, 299 và đây là

và cuối cùng là 291. Cô cho chúng mình bước sang bài tập số 3. Bài tập số 3 này yêu cầu các con điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng. Vậy các con thấy này, với bài tập này muốn điền được dấu thì các con phải vận dụng kiến thức của phần so sánh các số có 3 chữ số đúng không nào? Vậy ở cột thứ nhất này, <laughs> so sánh số 303 và 330. Giống như cái phần kiến thức ban đầu cô vừa nhắc chúng mình Đó là các con hãy so sánh cho cô từ hàng cao nhất Đó là hàng trăm Nếu như hàng trăm bằng nhau ta sang hàng chục Và nếu như hàng chục bằng nhau nữa ta bước sang hàng đơn đơn vị Đấy con thấy này 303 và 330 Cứ thấy hàng trăm đều bằng 3 rồi Thì các con phải so sánh sang hàng chục Vậy ta so sánh này hàng chục À không Bên này là 3 Vậy có thể này không bé hơn 3 Vậy suy ra 303 sẽ bé hơn 330 Đúng không ạ cô điền dấu bé hơn. Ở câu thứ 2, 615 và 516 thì chúng ta thấy 615 có hàng trăm là 6, còn 516 có hàng trăm là 5 và 6 lớn hơn 5, vậy suy ra 615 lớn hơn 516. Đúng chưa ạ? Trường hợp thứ ba, 199 và 200. Các con có thể nhìn ra ngay, 199 bé hơn 200. Tôi điền dấu bé hơn ở cột thứ hai này thì bây giờ không phải là so sánh hai số với nhau nữa mà con thấy này ở đây người ta so sánh một tổng với một số vậy thì các con phải đưa cái cái tổng này về thành một số để các con so sánh rõ ràng hơn đúng không ạ vậy thì con thấy này 30 cộng với 100 thì sẽ bằng 130 các con viết bằng cái bút chì nhỏ phía dưới để chúng ta không bị nhầm lẫn với các phép tính khác vì cô thấy 30 cộng với 100 thì bằng 130 Bắt đầu chúng ta so sánh 130 131 thì chúng ta thấy này hàng trăm với hàng chục đều bằng nhau đúng không ạ? Bây giờ các con so sánh hàng đơn vị. Hàng đơn vị đây là 0 với 1. Vậy con thấy ngay 130 bé hơn 131. Ở phép tính thứ hai, con thấy này 410 trừ 10 và 400 cộng 1 Các con cũng thực hiện phép tính này 410 trừ 10 thì cô bằng 400 Đúng không ạ Còn 400 cộng với 1 Là 401 hàng trăm, hàng chục đều bằng nhau, còn hàng đơn vị đây không bé hơn 1, vậy suy ra 400 bé hơn 401 đúng không nào? Còn bên này 243 và cái tổng này thì các con thấy này không cần phải đặt tính ở đây các con có thể thấy ngay đúng không ạ? Đây chính là phân tích cấu tạo số của số 243. 243 chính bằng 200 cộng 40 cộng với 3. Vậy đây con điền được ngay đó là gì? Bằng nhau, đúng không ạ? Vậy thì với những cái bài so sánh này rất đơn giản, các con chỉ cần làm bài cẩn thận một chút thôi là chúng ta sẽ làm bài hoàn toàn chính xác luôn. Cô trò chúng mình cùng nhau bước sang bài 4. Ở bài 4 này yêu cầu các con tìm số lớn nhất và số bé nhất. Vậy chúng ta thấy này, người ta đưa cho chúng mình tất cả là 6 chữ số bao gồm 275, 321, 673, 231, 726 mươi 142. Các con cũng cần phải đọc số lên như cô để chúng ta luyện cách đọc số nhé. Vậy bây giờ để có thể tìm ra số lớn nhất và số bé nhất thì các con hãy bắt đầu so sánh cho cô. Vậy thì như cô đã nói, hãy so sánh từ hàng cao nhất đó là hàng trăm. Vậy chúng ta hãy tìm cho cô xem trong tất cả những số này, số nào có hàng trăm lớn nhất thì số đó sẽ là số lớn nhất. Đúng không ạ? Vậy chúng ta đi nhìn này. Đây hàng trăm là 2, 3 chưa phải đúng không ạ? 6, 2, 7. 1. Vậy chúng ta sẽ tìm ra ngay số lớn nhất Đó chính là số 726 Bởi vì nó có hàng trăm lớn nhất đúng không? Vậy cô điền được ngay Số lớn nhất là 726 Số 726 là số có 3 chữ số Gồm 720 và 6 đơn vị Bây giờ chúng ta đi tìm Số bé nhất Vậy số bé nhất là số có Hàng trăm bé nhất Đúng không ạ Vậy bây giờ cô nhìn đi nhìn này. Vậy chúng ta nhìn thì chỉ có duy nhất một số hàng trăm bé nhất là số 142. Vậy đó là số gì bé nhất? Vậy cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4 rất là đơn giản đúng không nào? Cô trò chúng mình bước sang bài tập số 5. Bài tập số 5 yêu cầu các con viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn và theo thứ tự từ lớn đến bé, các con hãy cùng đọc các số này với cô nhé. 517, 152, 820, 292, 521 và 485. Vậy thì cũng tương tự như bài tập số 4 thì các con nếu muốn điền được thứ tự từ bé đến lớn thì các con phải so sánh cho cô. Thế thì với bài tập này cô có một cái mẹo nhỏ, đó là khi so sánh thì các con hãy viết cái dãy số này ra nháp. Sau đó các con đánh số thứ tự để tí các con điền vào vở cho nó thật chính xác và không nhầm lẫn. Chứ cô thấy nhiều trường hợp có một số bạn khi so sánh thì so sánh rất tốt nhưng khi điền vào vở thì do chưa cẩn thận cho nên có trường hợp các bạn vẫn còn viết nhầm. Thế thì các con hãy làm như cô để không bao giờ bị nhầm nhé. Cô sẽ viết cái dãy số này ra nháp. Ví dụ đây cái bảng bên này của cô là nháp nhé. Cô viết dãy số ra này. 517 152 820 292 521 và 485 Bây giờ các con bắt đầu mới tìm và so sánh cho cô xem số nào là số bé nhất Vì ở câu A đầu tiên người ta yêu cầu chúng mình sắp xếp từ bé đến lớn đúng không nào Vậy bây giờ chúng ta tìm số bé nhất nhé Vậy ta thấy này, số bé nhất ở đây sẽ là số cái hàng trăm bé nhất Vậy nhìn ngay đúng không ạ? Chỉ có số duy nhất đây này, đó là số 152, hàng trăm của nó là 1, đúng chưa ạ? Tất cả các số khác đều có hàng trăm lớn hơn, đúng không ạ? Vậy thì số 152 sẽ là số bé nhất, vậy cô sẽ đánh số là 1 nhé. Đó. Bây giờ tìm một số lớn hơn 152. Vậy các con đi tìm tiếp này. Đó, vậy thì chúng ta thấy là có một số có hàng trăm là 2 ở đây. Vậy số lớn hơn tiếp theo đó chính là 292. Vậy cô đánh số thứ tự là Hai. Tiếp theo, số lớn hơn 292 chính là gì? 485. Cô đánh số là 3. Bây giờ tìm cho số lớn hơn 485 thì có chữ số hàng trăm là 5. Nhưng chữ số hàng trăm ở đây lại có hai chữ số hàng trăm đều là 5, đó là 517 và 521. Vậy thì các con lại phải so sánh 517 và so sánh 520. 1. đều có hàng trăm là 5 thì giờ chúng ta so sánh sang hàng chục. Vậy 517 có hàng chục là 1, còn đây có hàng chục là 2, vậy thì 517 chắc chắn là bé hơn 520. 1, vậy thì 517 sẽ đứng ở vị trí thứ tư đúng không ạ? Con đứng ở vị trí thứ tư. Sau đó sẽ đến 521 là vị trí số 5 và cuối cùng chắc chắn là 820 đúng không ạ? Vậy thì bây giờ các con sẽ điền cái phần này vào vở của các con nhá. Theo đúng cái phần nháp mà các con vừa làm này, các con sẽ nhìn theo đúng. Đầu tiên này, ở câu A yêu cầu là thứ tự từ bé đến lớn. Vậy thì các con điền cái vị trí số 1 các con vừa làm đầu tiên này, cô sẽ ghi này là 152. Đấy. Tiếp theo đó là 292. Thứ ba đó là 485. Thứ tư đó là 517. Sau đó con điền tiếp là gì? 521. Và cuối cùng là 820. Sau khi điền xong như thế này rồi thì các con kiểm tra lại một lần cho cô là xem chúng mình đã điền được chính xác chưa. Thứ nhất là đúng thứ tự từ bé đến lớn hay chưa. Và chúng ta đúng đủ cái số mà đề bài đưa ra cho chúng mình. Nào bây giờ cô kiểm tra này, người ta cho chúng ta 2 4 6 số vậy các con này, đủ chưa này? 2 4 6 và kiểm tra lại một lần nữa nhá. Xem đúng thứ tự từ bé đến lớn này. Đó. Rồi, sau khi chính xác rồi thì chúng ta bước sang câu B. Đấy. sang câu B thì lại yêu cầu chúng ta sắp theo thứ tự từ lớn đến bé có nghĩa là ngược lại với câu A yêu cầu đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta đã làm rất cẩn thận ra nháp như kia rồi này, xong ta lại cẩn thận điền vào đây nữa rồi thì câu B các con không cần phải so sánh lại một lần nữa mà các con chỉ cần viết ngược lại thôi, đúng không ạ? Chúng ta nhìn câu A chúng ta viết ngược lại nhá. Nào, vậy cô sẽ bắt đầu là từ lớn bé này, 820 này, đó. xong về 521. Tiếp đến 517. là 485 292 và cuối cùng là 152. Đấy. Vậy là cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 5 rồi. Và bài tập số 5 cũng là bài tập cuối cùng. Cô trò chúng mình kết thúc buổi học ngày hôm nay. Cô rất vui vì đây là bài học đầu tiên mà các con đã rất là chăm chỉ và theo dõi bài học của cô. À, mong rằng những buổi học ngày hôm sau các con cũng cố gắng học tốt như thế xin chào và hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé